cửa hàng đồ cũ châu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ treo tường thuộc dòng thun dài đến từ thương hiệu Junhan, là một thương hiệu cũng rất là có tiếng tăm trong ngành đồng hồ cơ cổ. Chiếc đồng hồ Junhan này được sản xuất năm 1930-1940, được sản xuất tại Đức. Và đây là một chiếc đồng hồ sổ cho mình 8 gông, 8 búa, một bài nhạc Westminster, âm thanh thì rất là hay các bác. Và chiếc đồng hồ này ở cửa hàng chúng em đang bán với mức giá là chỉ 5 triệu. Với mức giá 5 triệu này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm để góp tại cửa hàng cho các bác. Chiếc đồng hồ Junhan này với kích thước tổng thể với chiều cao là 68cm, bề ngang là 30cm, bề dày là 18cm. Về mẫu chiếc đồng hồ sổ mình bộ máy chính hãng Junhan 3 lỗ, hoạt động máy lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình là 8 gông, 8 búa, một bài nhạc Westminster, và trên củ gông có ký hiệu của thương hiệu Junhan là củ gông chính hãng của họ. Đầu tiên thì phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, sổ cho mình phần kiểu dáng thùng dài, kính rào. Đặc biệt có những hoa văn chi tiết được lấy cảm hứng từ loài hoa anh túc sẽ được điêu khắc nằm ngay hai bên phần mặt sổ bát giác này, rất là giá trị các bác. Và đặc biệt thì phần mặt sổ này được thiết kế với cái phần viền là phần viền gỗ đây, phần viền mặt sổ là phần viền gỗ này, rất là đẹp, rất là sang trọng. Những hoa văn chi tiết trên chiếc đồng hồ này đây các bác, đây được lấy cảm hứng từ loài hoa anh túc này, được đục đẽo thủ công bằng tay rất là tinh xảo, vẫn còn giữ nguyên được tận ngày hôm nay. Đây các bác, những hoa văn chi tiết được đục đẽo đây tạo hình cho phần mặt sổ này, cho cái phần thùng bên ngoài này đẹp hơn, sang trọng hơn. Và ở đây phần mặt sổ, xin lỗi bác, phần kính rào được trang bị là 5 mảnh kính được ráp lại với nhau. Miệng mảnh kính này, những mảnh kính được mài giác cạnh này, được nói lại với nhau bằng những cái đường chỉ đồng sang trọng, rất là đẹp. Quả lắc phía bên trong là quả lắc tròn mạ vàng được tạo ngứng bên trong này, rất là sang trọng. Kiểu dáng thùng thì rất là dày dặn với bề dày là lên đến là 18cm. Đây các bác, nội thất bên trong của chiếc đồng hồ này. Và đây là cái phần viền khung mặt số, đầu đi em đã nói với các bác này, kính rào, khung cửa rất là dày dặn. Mặt số sổ cho mình là phần mặt số bát giác với 12 chữ số học cho màu đen nổi bật trên nền bạc. Ở đây nhà sản xuất cũng trang bị những đường gạch nhỏ hiển thị phúc để các bác dễ quan sát hơn. Đây, kim hoa văn màu đen, quả lắc là quả lắc tròn mạ vàng để tạo hưởng ánh kim. Đây, rất là sang trọng. Và đây là chiếc chìa khóa zin nguyên bản. Và phía bên trong chiếc thùng này sẽ còn cho mình là hai chiếc ốc bắc tường. Và đây là hai sợi dây để các bác khóa lại cái phần búa. Các bác giật sợi dây này, đây, búa sẽ dở lên. Đây. Rất là giá trị các bác, rất là đẹp. Phần thùng này, nội thất cả cả ngoại thất đều rất là đẹp. Và phía trên đây chính là củ gông. Củ gông có ký hiệu Junhan và 8 gông 8 búa. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe phần âm thanh của chiếc đồng hồ này, rất hay các bác. Thank you.
vừa thẩm âm được chất lượng âm thanh của chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Junhan, sản xuất năm 1930-1940. Và chỉ với mức giá là 5 triệu để bắt sầu một chiếc đồng hồ cổ điển sang trọng, vẻ đẹp rất là tinh tế các bác. Và các bác nào quan tâm muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ này thì liên hệ ngay mình số like 0909255303 hoặc 0909255303. Hoặc bác đến địa chỉ ở số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem vào những nút like và cái kênh để hộ kênh phát triển làm thêm nhiều xem. Cảm ơn các bác.